Ảnh hưởng của dự án Vinhome của Loa Đông Anh đến cộng đồng và kinh tế địa phương. Vinhome Global Gate là một trong những dự án với quy mô lớn và hiện đại tại khu vực Đông Anh. Không chỉ là một biểu tượng của một cuộc sống thượng lưu, mà còn một động lực quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng sống của cộng đồng người dân địa phương. Hãy cùng Tuấn điểm lại một số các cái tác động của dự án này đến khu vực Đông Anh, Hà Nội. Số 1 là tác động tích cực đến cộng đồng. Vinhome Global Gate đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân khu vực Đông Anh, từ các cái dịch vụ y tế hiện đại, bệnh viện, trường học đến các cái hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí. Cư dân có cơ hội tiếp cận với các cái tiện ích đẳng cấp ngay trong chính khu vực mà mình sinh sống. Dự án còn chú trọng đến việc xây dựng môi trường sống xanh, tiện nghi, giúp cư dân có một không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Điểm số 2 là hình thành cộng đồng văn minh và hiện đại. Vinhome Global Gate tạo ra một không gian sống lý tưởng tiện nghi. Vinhome Global Gate không chỉ tạo ra một không gian sống tiện nghi mà còn hình thành một cộng đồng văn minh hiện đại. Sự xuất hiện của tầng lớp dân cư tri thức, doanh nhân, chuyên gia, khu đô thị này trở thành điểm kết nối các cái hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế, thúc đẩy cho sự phát triển của khu vực. Điểm số 3 là tác động kinh tế địa phương. Sự ra đời của Vinhome Global Gate tạo một động lực lớn cho sự phát triển của hạ tầng và kinh tế địa phương. Những cái dự án nâng cấp giao thông như cầu Nhật Tân, quốc lộ 5, đường Vành Đai 4 đều được đẩy mạnh, giúp việc kết nối khu vực Đông Anh với trung tâm thành phố và các cái tỉnh lân cận. Dự án còn thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài, tạo lên một môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh thương mại. Khu vực này đang dần trở thành một điểm hấp dẫn cho các cái doanh nghiệp công nghệ cao và các cái tập đoàn đa quốc gia. Điểm số 4 đó chính là tạo công ăn việc làm và cơ hội kinh doanh. Vinhome Global Gate không chỉ tạo ra một không gian sống hiện đại mà còn mang lại hàng ngàn cơ hội việc làm dành cho cư dân địa phương, từ các cái công việc quản lý, dịch vụ tại các cái trung tâm thương mại đến các cái vị trí lĩnh vực y tế, giáo dục. Cư dân Đông Anh có cơ hội cải thiện cuộc sống kinh tế của mình. Các cái trung tâm thương mại Vincom không chỉ phục vụ cư dân mà còn thu hút các cái khách đến từ các cái khu vực lân cận, thúc đẩy cho sự phát triển của thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp. Điểm thứ 5 đó chính là tăng giá trị bất động sản khu vực. Với sự hiện diện của Vinhome Cổ Loa thì giá của bất động sản tại khu vực Đông Anh đã và đang được tăng trưởng nhanh chóng. Điểm số 6 là tác động xã hội và môi trường. Vinhome Global Gate đặt mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng vào bảo vệ môi trường, tạo ra một không gian sống xanh. Dự án được thiết kế với mật độ xây dựng cực kỳ là thấp. Phần lớn các cái diện tích là các cái không gian như hồ điều hòa, công viên cây xanh. Các cái tiện ích công cộng giúp cải thiện chất lượng không khí và nâng cao chất lượng sống của cư dân. Vinhome Cổ Loa Đông Anh không chỉ là một dự án bất động sản cao cấp mà còn đóng vai trò quan trọng cho thay đổi diện mạo kinh tế cộng đồng tại Đông Anh. Với sự cải thiện về hạ tầng, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sống, dự án này hứa hẹn trở thành một biểu tượng của sự phát triển cũng như là thịnh vượng của khu vực.